Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về level 124, Chaos Complex, level 124, Survival Difficulty, Class 5, Unsafe, Unsecure, Entity Infestation. Level 124 là một level khá phức tạp, nên không có một mô tả nào thống nhất về nó. Level này bao gồm 4 phần, mỗi phần đều có một mức độ nguy hiểm khác nhau. Giờ thì chúng ta sẽ đến với từng phần của level 124 nào. Đây là điểm bắt đầu của level 124. Hình dạng và cấu trúc của nó phụ thuộc vào ký ức của những người lang thang. Nó có thể là bất kỳ nơi nào trong trí nhớ của các bạn. Có thể là một công viên, một văn phòng, nhưng nó đa số đều mang cấu trúc của một ngôi nhà trong tuổi thơ của những người lang thang. Đó có thể là một ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm gia đình. Đó có thể là một ngôi nhà tràn đầy niềm vui, tiếng cười của bè bạn. Thế nhưng chẳng ai cảm thấy an toàn ở đây cả. Thậm chí, bên trong còn tối om, không có một chút đèn điện nào. Ở trong khu vực này, một thời gian dài sẽ gây tử vong trong 98% trường hợp. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của những người lang thang là một thực thể bí ẩn duy nhất trong level này được gọi là Chaser. Thực thể này trông giống như một nhân viên văn phòng khoảng 30 tuổi. Nhưng nếu nó hoặc bạn tiến đến gần nhau, nó sẽ biến thành nỗi sợ hãi lớn nhất của những người lang thang. Nguồn gốc và động cơ của nó vẫn còn là một ẩn số. Lối thoát duy nhất của khu vực số 1 là tìm những vật thể bị nhiễu dạng ở đây hoặc là cố gắng no clip để được dịch chuyển đến khu vực số 2 của level 124. Sau khu vực số 1, những người lang thang sẽ đến được khu vực số 2. Khu vực này dường như là một cầu thang và nó đã được chứng minh là hoàn toàn an toàn. Thế nhưng không có bất kỳ tài nguyên hoặc thực phẩm nào tại đây. Điều kỳ lạ duy nhất ở đây là cái cầu thang này hoàn toàn vô tận, không có điểm đầu hoặc điểm kết thúc. Cách duy nhất để bạn thoát khỏi khu vực này là bạn phải tìm thấy một cánh cửa màu đen sau khi đi bộ xuống cầu thang khoảng vài giờ, hoặc nếu bạn may mắn thì là vài phút. Sau khi mở cánh cửa này ra, những người lang thang sẽ đến được khu vực số 3 của level 124. Đồng thời, ở một số khu vực ngẫu nhiên của cầu thang, những người lang thang có thể no clip và điều này sẽ khiến họ bị dịch chuyển đến level 432. Cấu trúc của khu vực số 3 có thể khác nhau, nhưng thông thường đó là một căn phòng mang dáng vẻ của một bữa tiệc đã kết thúc. Khu vực này có thể được coi là phần chính của level 124. Bạn có thể ở đây một cách an toàn và lâu dài. Dù vậy, không biết từ đâu nhưng bạn sẽ có một cảm giác bị rượt đuổi như ở khu vực số 1, nhưng chậm hơn rất nhiều. Đồng thời thì khu vực này cũng chính là cơ hội cuối cùng để bạn quay lại. Nếu bạn chưa sẵn sàng cho những thử thách ở khu vực số 4, tốt hơn hết, bạn nên quay lại khu vực số 2. Khi bạn bước vào khu vực số 4 của level 124, lựa chọn duy nhất của bạn là chạy thục mạng. Bản thân khu vực số 4 là một hành lang rất ngắn, có chiếu đèn đỏ, có một số cánh cửa bên trái và bên phải. Tuy nhiên, chỉ có hai cánh cửa là có thể dùng được, một cái ở bên trái và một cái ở bên phải. Một trong những cánh cửa này sẽ dẫn đến một hành lang rất dài. Chiều dài của hành lang này là khoảng 10 km, còn cánh cửa còn lại sẽ dẫn đến một căn cứ của các thực thể. Nếu một người lang thang đi vào khu vực căn cứ, Chaser sẽ lại xuất hiện và nói chuyện với người lang thang đó. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, đám thực thể từ những hành lang và những căn phòng đằng sau cánh cửa đóng kín sẽ chạy ngay bên dưới những người lang thang đó, dẫn họ vào hành lang mà mình đã nói ở trên. Tốc độ của các thực thể này thường thấp hơn một chút so với những người lang thang, nhưng chúng sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu những người lang thang không may bị mệt mỏi hoặc muốn nghỉ chân tại chỗ, thì họ sẽ bị giết chết bởi đám thực thể. Vậy nên lựa chọn duy nhất lúc này của chúng ta chỉ có chạy hết cái hành lang đó mà thôi. Nhưng đừng lo, vì trong quá trình chạy, nếu tăng lực và các thanh năng lực sẽ xuất hiện ở bên trái và bên phải, giúp họ không bị mệt, nhưng vẫn sẽ khá khó khăn khi chúng ta phải vừa chạy, vừa ăn. Ở những nơi ngẫu nhiên trong hành lang, những người lang thang có thể no clip, nhưng điều này không được khuyến khích vì no clip ở đây sẽ dịch chuyển họ đến các level âm. Nếu người lang thang chỉ định thành công chạy qua hành lang 10 km và gõ vào một cánh cửa có biển hiệu exit, họ sẽ được dịch chuyển về level 0. Do mức độ phức tạp và không ổn định của level 124, không thể xây dựng bất kỳ căn cứ, tiền đồn hoặc cộng đồng nào ở level này. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video. Đó chính là lối vào và lối thoát của level 124. Nếu bạn đang ngủ mà không có bất kỳ suy nghĩ nào về các level khác nhau trong level 215 sẽ thường dẫn đến level 124. Những căn phòng ngủ tối ở level 282 thường sẽ đưa bạn đến level 124. Chạy thành công qua hành lang 10 km sẽ dẫn đến level 0. No clip ở trong hành lang 10 km sẽ dẫn đến một level âm ngẫu nhiên.
Noclip trong khu vực số 2 của level 124 sẽ dẫn đến level 432. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.